Thỉnh quên, chỉ số của phim có sự khởi sắc, Nhậm Gia Luân và Lý Thẩm có cảnh hôn đầu tiên. Sau hơn nửa bộ phim chơi trò rượt đuổi, phải chăng đây là lúc Nhậm Gia Luân và Lý Thẩm có cảnh hôn đầu tiên, thỏa lòng các fan trẻ thuyền nam nữ chính. Sau khi cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử, đăng Lý Thẩm và lục phim Nhậm Gia Luân tình cảm càng thêm khăng khít. Trước khi ngã xuống vì giải phóng hết nguyên năng ở tập trước, Lục Viêm có để lại một lời nhắn cho Đăng, gửi vào trong chiếc châm cài. Nhưng vì chàng đã sống lại, cho nên tự mình cảm thấy lời nhắn của bản thân sứt mướt quá, thế là chàng tìm cách để lấy lại chiếc châm, tiêu hủy lời nhắn. Nào ngờ nỗ lực của chàng khiến Đăng sinh nghi, lúc này nàng vô tình khiến châm cài phát ra lời nhắn, từ đó hiểu được tâm tư tình cảm của Lục Viêm. Tất nhiên đại đương gia của chúng ta vui mừng, lại cảm động, vui vẻ đến chọc ghẹo Lục Di Nương. Lục Viêm ban đầu còn thấy xấu hổ nhưng rất nhanh đã thuận thế đẩy thuyền, hỏi ngược lại tâm ý của nàng. Đáp lại chàng Đăng lần nữa khẳng định tình cảm của mình. Giữa lúc tình trạng ý thiếp nồng đượm, cả hai đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu tiên thì Vu Thần Tử xông vào phòng, lại tiếp tục chiêu uyên dễ thủy. Trước sự cố chấp của y, Đăng đành thuận theo cha về phòng. Nhưng vừa ra đến cửa thì nàng lại nhanh chóng quay lại, chạy đến ôm chầm lấy Lục Viêm rồi mới mãn nguyện rồi đi. Đây thực sự là một phân cảnh cực kỳ ngọt ngào và đáng yêu, tuy khá đáng tiếc cho con dân chèo thuyền vì hột mất Kiskin. Nhưng sự ngọt ngào của Lục Phu Phu Phụ đã bù đắp được phần nào rồi. Chơi vui vẻ được bao lâu, cặp vợ chồng son của chúng ta lại gặp chuyện. Ninh trùng mà Chu Nhung gieo vào cơ thể Đăng khác với loại chúng ta thấy ở các tập trước. Chúng là liên kết tính mạng của nó với tính mạng Đăng. Nếu nó bị tổn hại thì Đăng cũng sẽ gặp nguy. Nhưng nếu không mau chóng diệt nó, nguyên năng của Đăng sẽ liên tục bị bào mòn. Nàng thậm chí đã không thể sử dụng sức mạnh, nguyên năng kém ổn định, thường xuyên bất ngờ ngất xỉu hoặc ngủ nhiều hơn bình thường. Giữa lúc Đăng yếu dần vì linh trùng, Lục Viêm vẫn chưa khôi phục hoàn toàn được sức mạnh thì Chu Nhung xuất hiện. Hoàn toàn mang nguyên đan thành nữ từ trong cơ thể Lục Viêm ra, nhưng tất nhiên nguyên đan không dễ lấy như vậy. Còn nhớ Vân Hy muốn trao nguyên đan cho Lục Viêm đã phải dùng châm cài mới có thể lôi nó ra được. Tay không như Chu Nhung hiển nhiên là không thể. Không chỉ vậy, cố gắng của hắn còn khiến bản thân hắn bị mất một cánh tay và bị Lục Viêm đâm một nhát kiếm xuyên qua ngực. Vì bị thương nặng nên hắn vội bỏ đi. Sau đó Lục Viêm nhờ Vu Thần Tử và Thành tìm người biết giải cổ trùng để tìm cách đưa linh trùng ra khỏi cơ thể Đăng cách nguyên vẹn. Còn chàng ở lại bảo vệ nàng. Chàng hạ chú truy hồn ân châm cài để dễ dàng cảm nhận sự biến chuyển nguyên năng trong cơ thể nàng, phòng khi Chu Nhung lại ra tay hút nguyên năng của nàng, chàng có thể truy ra dấu vết hẳn và kịp thời ngăn chặn. Vu Thần Tử trở về với tin vui đã tìm được cách giải cổ trùng. Theo đó họ cần có Ngọc Tị Trần, là một vật có từ nước Thục Cổ cách đây 3.000 năm. Để tìm tung tích của loại ngọc này, họ lên đường đến cố đô của nước Thục Cổ. Khi đến nơi, họ phát hiện người dân ở đây ai nấy đều vô hồn, vô cảm rất kỳ quái. Chỉ có duy nhất một người không vô cảm, nhưng thậm chí người này bất ổn. Nhìn thấy hình vẽ Ngọc Tị Thần, người này bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, luôn miệng nhắc tới Hoa Văn Rồng. Sau khi trở về nơi nghỉ chân, cha Đăng cho nàng, năm xưa khi mẹ nàng mất, đã để lại một hình Hoa Văn Rồng trên tuyết, có vẻ ám chỉ đặc điểm của hung thủ. Lục Viêm nghe được chuyện này cảm thấy rất hoang mang, bởi trên cơ thể chàng cũng có một Hoa Văn Rồng. Mặt khác, Chu Nhung đang hồi phục năng lực nhanh chóng nhờ hút nguyên năng của Đăng. Hắn biết Lục Viêm hạ chú truy hồn lên Đăng nên cố tình dẫn dụ chàng đến tìm hắn, mục đích của hắn là gì đây? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.